Xin chào các bạn, mình đang in một cái nội dung cho Facebook. Thì khi in ra các bạn, nó sẽ gặp tình trạng như thế này. Nội dung nó bị ngược các bạn. Rồi để mình cho các bạn xem, đây nội dung đây. Cái trang thứ nhất các bạn, đây là trang thứ nhất này. Rồi bây giờ mình xoay qua bên này các bạn nghe coi này. Mình xoay qua bên này, đó. Thì nội dung đúng của nó phải nằm ở trên này các bạn, đúng không? Bởi vì nội dung bên này, đó, đây là cái đầu. Nhưng khi in ra trang thứ hai thì nó lại ngược ở phía dưới các bạn. Đó, mình phải quay lại thế này mình đọc mới được. Làm thế nào khi chúng ta in hai trang nó bị ngược nội dung như thế này? Trước tiên chúng ta xác định phần mềm chúng ta in là phần mềm gì. Ví dụ phần mềm Word hay là phần mềm PDF. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý trên phần mềm PDF trước. Sau đó mình sẽ hướng dẫn trên Word. Rất là dễ các bạn, trên bàn phím mình nhấn Ctrl B. Ctrl B, B là print đó các bạn. Rồi. Sau đó xuất hiện cửa sổ này các bạn. Thì thông thường tại đây chúng ta nhấn OK một cái là nó in ra bình thường đúng không các bạn? Nhưng bây giờ nếu như bị ngược các bạn thì các bạn phải vô property này. Và cái này hướng dẫn này nó làm cho tất cả các dòng máy in các bạn nghe. Thì dòng máy in nào cũng vậy hết, các bạn cứ vô property. Sau khi vô xong các bạn thì các bạn vô cái tab đầu tiên này, basic setting. Rồi các bạn tìm cái chỗ này cho mình. Rồi cái chỗ binding location. Tiếng Anh chuyên ngành có nghĩa là cái chiều in. Các bạn nếu như in nhiều trang thì cái trang tiếp theo là cái chiều nó như thế nào. Sau đó các bạn hãy tích vô và đổi top này các bạn thành left. Rồi sau đó chúng ta OK một cái các bạn. Rồi sau đó chúng ta nhấn in lại nghe. Rồi nhấn nút in các bạn nghe. Rồi nó đang in các bạn này. Rồi chúng ta chờ đợi kết quả máy in coi thử nó như thế nào, in ra có đúng hay không. Theo mình nghĩ là 100% là sẽ đúng á. Còn trong trường hợp mà bắt khả kháng thì nó mới không đúng thôi. Rồi để mình xem như thế nào nghe. Rồi kết quả đã có các bạn. Trang thứ nhất các bạn. Cái trang thứ nhất nha. Trang thứ hai. Rồi OK các bạn thấy chưa? Như vậy đã được rồi đó. Xin cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái thủ thuật mới nhất về máy tính của mình. Xin cảm ơn các bạn. Với phần mềm Word thì chúng ta cũng có thể nhấn Ctrl B các bạn, Ctrl B, hoặc là chúng ta nhấn cái nút in, hoặc là chúng ta vô file, sau đó chúng ta chọn cái print các bạn này, đây print. Rồi nó sẽ xuất hiện cái cửa sổ này các bạn. Sau đó các bạn thấy cái từ là print property không? Rồi các bạn tích vô cái. Rồi nó xuất hiện cái cửa sổ như PDF lúc nãy mình có hướng dẫn. Đó các bạn làm theo như lúc nãy là được các bạn. Các bạn cũng đổi top thành left cho mình là nó sẽ in được.